chương 3, chương 2 chúng ta có ba loại khói, đó là khói nón, khói trụ. Nón với trụ thì chúng ta cũng đã lướt qua một số dạng cơ bản nhất rồi, với lại những công thức liên quan như là diện tích xung quanh, diện tích toàn phần với lại thể tích. Giờ chúng ta sẽ còn một cái khói nữa là bên khói cầu, mặt cầu với khói cầu. Mình có thêm hai cái công thức nữa liên quan, đó là công thức về diện tích. Diện tích mặt cầu, mặt cầu thì không có cái chuyện là xung quanh hay toàn phần gì hết trơn, tại vì mặt cầu nó chỉ có một cái diện tích duy nhất, đó là diện tích mặt cầu. Còn khối cầu thì nó thêm phần thể tích thôi. Diện tích công thức là 4 pi r bình, còn thể tích là 4 phần 3 pi r của 3. Đó là diện tích, không có khái niệm diện tích toàn phần với diện tích xung quanh của bên mặt nón, xin lỗi, của bên mặt cầu nhé. Trong đó r là bán kính của mặt cầu. Chúng ta sẽ xem một số cái hình ảnh để biết cái cách mà người ta tạo ra mặt cầu, cách tạo ra mặt cầu. Đây là một trong những cái cách để tạo ra mặt cầu, có nghĩa là giống như ta hình dung mình, chúng ta đang có một nửa, người ta gọi là hình bán nguyệt, là một nửa của hình tròn đó. Sau đó tiến hành quay cái hình bán nguyệt này, quay cái hình bán nguyệt này quanh cái trục chính giữa này. À, thì đó chúng ta sẽ được một cái hình cầu này giống như trái đất, kinh độ với vĩ độ này. Tôi lại một lần cho xem, quay cái hình bán nguyệt đó quanh một cái trục đó, quay nó sẽ tạo cho mình một cái mặt cầu. Và tính chất của mặt cầu là gì? Tất cả những cái điểm nằm trên mặt cầu, tất cả những cái điểm nằm trên mặt cầu nối đến tâm ô luôn luôn bằng bán kính. Tất cả những cái điểm nằm trên mặt cầu nó đến tâm ô bằng bán kính, nhớ kỹ cái đó nha. Rồi giờ chúng ta sẽ có cái khái niệm về đường kính. Đường kính khá là dễ thôi. Đây là một cái mặt cầu nhé, một cái mặt cầu có tâm là ô. Đây là đường kính. Đường kính có nghĩa là nó sẽ đâm xuyên qua cái mặt cầu này nhưng mà bắt buộc phải đi qua cái tâm, thì AB được gọi là đường kính. Đấy, mình thấy đây là đường kính nè. Đó là xong. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm hai cái khái niệm về tiếp xúc nữa. Ta gọi là vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng. Vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng. Chúng ta sẽ có cái hình như sau. Chúng ta sẽ có một cái mặt cầu, cầu màu xanh ở trên nha. Mặt cầu như thế này. OH, OH được gọi là khoảng cách từ tâm cho đến mặt phẳng. OH là khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng. Thì chúng ta sẽ có các vị trí như thế này, ta gọi là vị trí mặt phẳng với mặt cầu nằm bên ngoài nhau. Mặt phẳng với mặt cầu nằm bên ngoài nhau, không có điểm chung. Đó, mặt phẳng mặt cầu nằm bên ngoài không có điểm chung, thì một cái đặc trưng là cái khoảng cách từ tâm ô cho đến mặt phẳng nó sẽ lớn hơn bán kính. Khoảng cách từ tâm ô cho đến mặt phẳng sẽ lớn hơn bán kính. À, khoảng cách từ ô đến mặt phẳng chính là OH, nó, chiều dài của nó lớn hơn bán kính. Loại kia rồi sao không rồi là được. Để xem. Này, đây là bán kính này nha. Bán kính này.
Đó là trường hợp đầu tiên, mặt phẳng với mặt cầu nằm bên ngoài nhau. Rồi chúng ta sẽ theo dõi tiếp theo. Khi mà cái khoảng cách này nó ngắn lại, cái khoảng cách OH nó ngắn lại và nó bằng luôn bán kính. Đó, như thế này người ta gọi là tiếp xúc. Tiếp xúc là mặt phẳng với mặt cầu tiếp xúc với nhau, vừa chạm vào nhau tại ngay điểm H. Mình nhớ được không? Này giống như là trái banh mà để trên cái mặt sân vậy đó. Đó, cái trái banh để trên mặt sân. Thì khi đó những này ta gọi là tiếp xúc. Vậy khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng sẽ bằng bán kính. Khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng bằng bán kính thì người ta gọi là mặt phẳng với mặt cầu là tiếp xúc với nhau. Thì cái mặt phẳng này người ta sẽ đặt tên. Khi đó người ta đặt tên cái mặt phẳng. Mặt phẳng mà tiếp xúc thì người ta gọi là tiếp diện. Tiếp diện, ghi tên để cho nghe biết. Tiếp diện, tiếp có nghĩa là tiếp xúc, diện có nghĩa là mặt. Mặt tiếp xúc thì gọi là tiếp diện. Còn mình có, ngày xưa mình có học về tiếp tuyến. Tiếp là tiếp xúc, tuyến là đường, tiếp xúc là đường tiếp xúc. Sau đó mình có tiếp điểm. Tiếp điểm là điểm tiếp xúc. Ví dụ như bài này tiếp điểm là điểm H. Còn nguyên cái mặt phẳng này ta gọi là tiếp diện. Chú ý một số cái tên gọi như vậy. Rồi để ấy nha. Tôi lại cho xem nè. Nếu mà khoảng cách lớn hơn bán kính là hai cái này nằm ngoài nhau, không có điểm chung. Nhưng mà khoảng cách mà ngắn lại bằng bán kính thì mặt cầu với lại mặt phẳng là tiếp xúc. Tiếp xúc thì có một điểm chung, một điểm chung là ngay H. Vậy tình huống nữa nghĩa là gì? Nghĩa là cái khoảng cách này nó còn co nhỏ lại nữa thì chúng ta sẽ có trường hợp gọi là cắt nhau. Đây, trường hợp như thế này. Trường hợp như thế này là trường hợp mặt phẳng cắt mặt cầu. Để đổi tên, đổi màu cho em dễ nhìn, nhưng mà ở đây chúng ta thấy nè, mặt phẳng cắt mặt cầu, thấy không? Giống như cái trái dưa hấu vậy đó, chúng ta lấy cái con dao chúng ta cắt ngang qua thì chúng ta sẽ được một cái phần đường tròn nè. Đường tròn này ta gọi là thiết diện. Cái phần đường tròn này gọi là thiết diện, hình tròn trong đây nhìn từ dưới lên nè, nó cắt giống như cái trái dưa hấu mà chúng ta cắt vậy. Thì đây chúng ta sẽ có các đại lượng như sau. OH này ta gọi là khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng, ký hiệu là D. Từ O đến mặt phẳng. OM này là bán kính của mặt cầu. Tại vì từ một điểm mà đến tâm của mặt cầu thì đây gọi là bán kính mặt cầu. Còn MH người ta gọi là bán kính của cái hình tròn. Bán kính của cái hình tròn. R nhỏ. R nhỏ là bán kính của hình tròn bên dưới này nha. Hình tròn bên dưới này nè. Em tưởng tượng như trái dưa hấu mà em cắt ngang qua nó sẽ tạo ra một cái hình tròn. Và trên hình tròn nó sẽ có bán kính của nó. Vậy đây chúng ta sẽ có một cái Pythagore rất là quan trọng. Một cái Pythagore rất là quan trọng là R nhỏ bình phương cộng D bình phương bằng R lớn bình phương. Trong đó phải thống nhất luôn nhé. R nhỏ là bán kính của cái hình tròn giao tuyến. Hình tròn này nè. Của cái hình tròn thiết diện á. Đọc vậy cho nó chuẩn, hình tròn thiết diện. D này là khoảng cách từ tâm đến mặt phẳng. Và R lớn này là bán kính mặt cầu. Nhớ hình ảnh này nha, đây là một trong những hình ảnh rất rất quan trọng. Chúng ta sẽ làm cái Pythagore này cũng khá là nhiều. Trường hợp này người ta gọi là mặt phẳng cắt mặt cầu, cắt tại vô số điểm. Vô số điểm nó sẽ tạo thành một cái đường tròn. Nhớ cái Pythagore này nhé. Nếu mà khoảng cách mình càng ngày càng ngắn lại, nếu mà khoảng cách mà nó bằng không luôn á, thì cái đó cái mặt phẳng nó sẽ cắt cái mặt cầu này làm đôi. Tôi lại tí nhé, làm lại từ đầu này.
ban đầu là không cắt nhau nè, sau đó cái khoảng cách này nó ngắn lại, khoảng cách này bằng là tiếp xúc, khoảng cách này bằng là tiếp xúc nè, không tiếp theo khoảng cách này ngắn nữa thì nó cắt nhau, cắt nhau và sẽ có cái Pythagore. Để ý cho thầy cái chuyện này nhé, nên trong cái file lý thuyết thì tôi ghi này, nếu mà khoảng cách lớn hơn bán kính thì mặt phẳng với mặt cầu không có điểm chung, ta gọi là nằm bên ngoài nhau á. Nếu mà khoảng cách bằng với bán kính thì hai cái này tiếp xúc, còn nếu mà khoảng cách bé hơn bán kính thì mặt phẳng sẽ cắt mặt cầu theo thiết diện là một đường tròn, đường tròn này nè. Khi đó cái H này được gọi là cái tâm của đường tròn giao tuyến, HM là bán kính của đường tròn, thì chúng ta sẽ có cái Pythagore. Pythagore nhớ cái này để làm bài tập, chúng ta sẽ học thêm về lý thuyết này luôn cho nó xong cái lý thuyết này. Hồi nãy là vị trí giữa có một cái mặt phẳng, một cái mặt phẳng với một cái mặt cầu, bây giờ chúng ta sẽ đến cái vị trí của đường thẳng với một cái mặt cầu. Đây chúng ta sẽ quan sát này cho nó dễ nhìn nhé. Đây là có một cái mặt cầu nè, cái đường thẳng màu đen ở đây. Nếu mà như thế này người ta gọi là đường thẳng nằm bên ngoài mặt cầu, đường thẳng màu D này, nằm bên ngoài mặt cầu. Thầy sẽ cho cái đường thẳng này nó di chuyển lại gần. Không, nếu mà cái khoảng cách OH này nó càng ngày nó càng ngắn lại. Nếu mà nó bằng bán kính thì đường thẳng này sẽ tiếp xúc với lại mặt cầu, thì đường thẳng này người ta gọi là tiếp tuyến. Đường thẳng này gọi là tiếp tuyến nha. Nếu mà cái khoảng cách OH này nó tiếp tục nó ngắn lại nữa thì nó sẽ làm cho cái đường thẳng này cắt. Đó, làm cho cái đường thẳng này nó sẽ cắt vào cái mặt cầu. Đường thẳng này cắt mặt cầu tại hai điểm. Hai điểm M nè. Em cứ hình dung giống như là em có một cái răng xiên que vậy đó, một cái cục cá viên chiên đi, tạm thời xem cá viên chiên nó hơi tròn nhé, nó tròn nó mặt cầu đó. Đây giống như cái que này, người ta đâm xuyên qua vậy. Đâm xuyên qua nó sẽ cắt tại hai điểm. Đó, đây được gọi là vị trí giữa mặt cầu với lại đường thẳng. Mặt tiếp xúc nè, chúng ta nhìn nè, cái này nó có một cái tính chất về lý thuyết nè. Qua một điểm A, qua một điểm A chỉ có thể dựng được một tiếp diện thôi. Qua điểm A nằm trên mặt cầu nha, điểm A nằm trên mặt cầu thì chỉ có một tiếp diện. Nhưng mà sẽ có vô số tiếp tuyến. Hình dung được cái mà thầy vừa mới ghi không? Mặt phẳng mà tiếp xúc á, thì chỉ có một cái duy nhất thôi, là cái hình này nè. Một cái mặt phẳng duy nhất có thể tiếp xúc tại A. Nhưng mà đường thẳng tiếp xúc thì vô số, đó chính là những cái đường màu đỏ này. Cái đường thẳng này ta gọi là tiếp tuyến. Qua A có vô số đường thẳng mà nó có thể tiếp xúc với mặt cầu. Tất cả những cái đường thẳng này, tập hợp tất cả những cái đường thẳng này nó sẽ tạo thành tiếp diện. Nghĩa là đường thẳng này nó rất là nhiều, nó vô số, mà nó chỉ cần càng nhiều vào thì nó sẽ tập hợp nó thành tiếp diện như mình luôn. Hình dung được hình ảnh này không? Hiểu hình ảnh này không Quỳnh Anh? Hiểu tại sao một tiếp diện nhưng mà vô số tiếp tuyến không? Nên tiêu rồi. Dạ có rồi, thầy nó nhỏ thôi. Nãy giờ nghe rõ không? Có nhưng mà nó hơi nhỏ lắm thầy. Đây.
Nhớ hình ảnh này nha, hình ảnh một tiếp diện nhưng mà vô số tiếp tuyến. Ví dụ như cái điểm A này nè, từ một cái điểm A nằm bên ngoài mặt cầu sẽ có vô số tiếp tuyến, vô số cái tiếp tuyến mà nó tiếp xúc với mặt cầu. Hỏi tập hợp những cái tiếp tuyến này nó sẽ tạo thành cái gì? Tập hợp của những cái tiếp tuyến màu đỏ đây nè, mà khi mà nó tiếp xúc với cái mặt cầu, nếu mà cái điểm A nằm bên ngoài nó sẽ tạo thành cái hình gì? Một bạn thử tưởng tượng rồi suy nghĩ xem. Hình nón đúng không thầy? Hình nón, chính xác, hình nón. Hiểu hình chớp cũng cũng là gần đúng rồi đó, nhưng mà mình xem cái đáy của mình sẽ là hình tròn nên nó sẽ tạo một cái hình nón. Đó. Tất cả những cái tiếp tuyến như vậy đó. Nó sẽ quay như vậy đó, cuối cùng nó giống như một cái hình nón. Cái hình nón nha. Em hiểu hình chớp thì cũng gần đúng rồi đó. Nó giống như là một cái nón mà chúng ta để một trái cầu vào. Thì sau này chúng ta sẽ học làm bài tập tổng hợp. Bài tập tổng hợp thì nó sẽ có những cái kiểu bài tập như là em có thể xem những này giống như một cái que kem. Sau này chúng ta sẽ có làm những cái bài tập liên quan tới những cái kem mà chúng ta sẽ giống như có một cái hình nón bên dưới để bỏ một cái trái cầu vào, giống như hình que kem vậy. Chúng ta đang học riêng lẻ từng cái. Nón học riêng, trụ học riêng, mặt cầu học riêng. Rồi sẽ có bài tập tổng hợp liên quan tới mấy người. Đó là lý thuyết nha. Thì lý thuyết cô động lại như đây thôi. Nhớ một cái là diện tích mặt cầu, cái thể tích. Có một cái mối quan hệ giữa hai này nè. Một cái mối quan hệ giữa hai này để em có thể dễ nhớ. Nếu mà lỡ có quên một cái nào đó thì cũng tìm được cái còn lại. Nếu mà em để ý thì em sẽ thấy được cái hệ tích này. Nếu mà lấy đạo hàm thì nó sẽ ra được diện tích. Đạo hàm theo biến R nha. Nè, R mũ 3 đạo hàm rớt xuống. Phải 4 phần 3 nhân 3. À, 3 trên 3 dưới đúng không? Vậy nếu mà đạo hàm cái hệ tích này, thể tích của khối cầu theo biến R thì sẽ quay về cái diện tích mặt cầu. Vậy mình sẽ quay về bên trụ thử đi. Bên trụ mình có cái công thức là cái gì? Thể tích là pi R bình H với diện tích xung quanh 2pi RH. Nó cũng giống giống vậy. Nè, chúng ta đạo hàm của hệ tích theo biến R nha. Đạo hàm theo biến R thì R này số 2 đem xuống thì chúng ta sẽ có là 2pi RH. Đang nói về bên cái trụ nha. Nó chỉ đúng cho một số trường hợp thôi chứ không đúng hết đâu nha. Này nói thêm thôi. Và sau đó đến cái vị trí tương đối với mặt phẳng với mặt cầu. Quan trọng nhất là hai vị trí, một cái vị trí ta gọi là tiếp xúc với một cái vị trí là cắt nhau. Nhưng mà bài tập á, thì chúng ta sẽ làm cái cắt nhau này nhiều. Tại vì trong cái cắt nhau này nó sẽ tạo ra một cái Pythagore. Người ta hay hỏi cái đó hơn. Thì bài tập cũng rất là cơ bản thôi. Dạng một là xác định các yếu tố cơ bản. Biết bán kính. Rồi yêu cầu tính thể tích với tính diện tích thôi. Những câu này như là khởi động. Chủ yếu em làm để em nhớ lý thuyết thôi. Thể tích V, tính thể tích khi biết bán kính thì công thức thể tích ghi lại vài lần cho nhớ nè. 4 phần 3 pi R mũ 3. 4 phần 3 pi R là 6. Này nhắm không nổi rồi đó. 4 nhân 2 bằng 36. Chắc là 288.
chủ đạo của những dạng một này, dạng này là nếu mà đi thi nó chỉ rơi vào phần gì gọi là phần biết thôi, phần biết là phần dễ nhất của mình đó, cho bán kính mặt cầu hoặc là bán kính khối cầu, yêu cầu tính diện tích với lại thể tích, nó rất là dễ thôi. Thì em ghi để nhớ bài. Ví dụ hai là nhanh nhé, là cứ ghi tóm tắt thôi. Một mặt cầu có đường kính bằng 6, yêu cầu tính diện tích mặt cầu. Thì đọc cho kỹ, có lúc nó cho bán kính, có lúc nó cho đường kính. Cẩn thận chút. Thì chúng ta sẽ có nè, đường kính là 6, đường kính thì dẫn đến bán kính R là 3, bán kính là một nửa đường kính, rồi diện tích mặt cầu 4πR². Chúng ta sẽ có một vài cái mà hay bị sai nha, hay bị sai, ví dụ như bên đường tròn á, nhắc lại một chút, bên đường tròn, bên đường tròn thì chúng ta sẽ có một là công thức chu vi, hai là công thức diện tích hình tròn. Chu vi á, là sẽ là 2πR, còn diện tích của hình tròn á πR². Nhớ nha, bên đường tròn nó có này, nhưng mà bên mặt cầu có công thức nó khác á. Mình có diện tích mặt cầu 4πR², thể tích 4 phần 3 πR³. Hai cái này khác nhau nha. Thầy ghi một cái R nhỏ, một cái R lớn để cho em phân biệt. Cứ đường tròn là mình dùng R nhỏ, còn mặt cầu mình sẽ dùng R lớn để cho nó thống nhất với nhau luôn. Hay sai nhất là cái này nè. Nè, một cái là πR², một cái là 4πR², hay sai nhất đó. Rồi tới đây em ráp vào thôi, 9 x 4 36, 36π. Những câu này nó rất là dễ thôi, không có gì khó trơn. Hồi nãy là chúng ta gặp hai bài toán cho bán kính, tìm diện tích, tìm thể tích, thì bây giờ có hỏi ngược lại, cho diện tích sang ví dụ 3 nè, cho diện tích hỏi ngược về thể tích. Thì cái quy trình nó khá là nhẹ. Có diện tích đúng không? Có diện tích thì em sẽ suy ra bán kính, có bán kính em sẽ suy ra thể tích. Rồi tự làm câu này. Xong rồi comment đáp án lên nha. Ghi công thức cho nó thuộc, ghi vài lần. Có diện tích thì truy ngược ra bán kính, có bán kính rồi chúng ta sẽ đưa ra thể tích thôi. Mình dạng comment lên nhé.
Kết quả ra nhiêu vậy Tuyết Nhi? Dạ ra câu A thầy. À, các bạn khác cũng ra giống vậy thì khỏi sửa nha. Để phòng ngừa trường hợp là không dám nói thì chúng ta sẽ làm một xíu 20B thì R bình bằng 5, 20 chia 4 là 5, vậy R là căn 5. Phải tích 4 phần 3, 4 phần 3 căn 5 mũ 3, 4 5 20 còn A, đúng rồi. Đấy, nó rất là bình thường thôi. Tiếp câu số 4, cho mặt cầu S1 bán kính R1, mặt cầu S2 bán kính R2, tính tỷ số diện tích. Em cứ hiểu rất là dễ thôi. Bây giờ nếu mà bán kính tăng 2 thì diện tích tăng mấy? Chốt vậy thôi, khỏi cần phải nói nhiều. Nếu mà bán kính mà tăng 2 thì diện tích sẽ tăng mấy? Dạ tăng 4. Đúng rồi. Vì sao chúng ta có đó này, nó giống như bên lý tụi em học vậy. Lý tụi em học có công thức, mình chỉ nhìn vào công thức là mình biết rồi. 4B R bình, nghĩa là cái công thức này nó phụ thuộc vào R bình. Nếu mà bán kính tăng 2 thì thể tích này nó sẽ tăng là 2 bình phương, là nó tăng 4 vậy thôi. Còn nếu người ta hỏi thể tích đi, thể tích thì em cũng tự biết được. Thể tích nó phụ thuộc vào R mũ 3. Thì nếu mà bán kính tăng 2 thì thể tích sẽ tăng lên 2 mũ 3 là 8. Trời mưa rồi. Và chúng ta chỉ cần nhìn vào công thức là chúng ta sẽ biết được đại lượng phụ thuộc là R. Nếu mà theo R bình là nó sẽ tăng lên 4, còn nếu mà theo R mũ 3 nó sẽ tăng lên 8. Những câu này thì nhanh thôi nha, làm nhanh. Để chơi. Ví dụ 5. Bây giờ bắt đầu hơi kết hợp một chút. Một cái hình nón sinh ra với tam giác đều khi quay cạnh A quanh một cái đường cao. Và một cái khối cầu có thể tích bằng với thể tích của khối nón thì bán kính sẽ bằng cái gì? Đọc kỹ là sẽ làm được. Khi nào bên em bị tiếng mưa nó vọng rõ thì nói thầy nhé, thầy bật cái lọc âm. Khi nào tiếng mưa nó vọng rõ qua quá thì nói nha. Ý đồ của đề bài là cho một cái tam giác đều, khi quay cái tam giác đều này nó sẽ tạo ra một cái nón. Cái nón này như sau, đặt tên nhé, ABC, quay quanh cái cạnh AO này nè thì nó sẽ tạo ra mình một cái hình nón.
Mà người ta nói là cái gì? Một cái khối cầu có thể tích bằng với thể tích khối nón, thì bán kính của cái khối cầu đó sẽ bằng bao nhiêu? Thì đầu tiên tính thể tích khối nón thôi. V nón, công thức của V nón là gì? 1 phần 3 pi R này R của nón nha, R nhỏ này R của nón. Một phần ba pi r của nón, r của nón là đây, thì r của nón sẽ bằng bao nhiêu nè? Một bạn nào đó nói cho thầy r nón bằng nhiêu? Ta cho tam giác đều cạnh a thì r của nón sẽ bằng mấy vậy Linh? Thùy Linh, rồi a chia 2. Còn chiều cao sẽ bằng nhiêu Quân Linh? Nói tiếp luôn rồi. Không, chiều cao. Chiều cao của nón này bằng nhiêu? Chiều cao của tam giác đều nha, nó là chiều cao của tam giác đều nên nó phải là căn 3 chia 2. Nó đường cao của tam giác đều h này nè. Rồi chúng ta sẽ tính ra được đây là thể tích của nón, mà thể tích này nó bằng gì? Bằng luôn thể tích của khối cầu. Thể tích của khối cầu là 4 phần 3 pi r mũ 3. Thì từ đây triệt tiêu hai vế, chúng ta sẽ tính được cái r này thôi. Ghi lại một xíu nè. Cái này bình phương lên là a bình chia 4. Triệt tiêu bớt nè, mấy cái bi này mất nè, ba này mất nè, rồi bây giờ tìm r của ba, r của ba thì giữ nguyên bên đây, số 4 này nhìn kỹ nha, số 4 này đang là nhân chuyển qua đây thành chia. Còn quá nè. Đó là a mũ 3 căn 3 chia số 4 đem xuống, 4 nhân 4 nhân 2. 4 nhân 4 nhân 2, 4 nhân 4 là 36. Nó 16, 16 nhân 2 là 32. Kịp không? Số 4 này đem qua đây thành chia nè. 4 với 4 là 16, 16 với 2 là 32. Rồi sau đó lấy căn bậc 3. Lấy căn bậc 3 thì chúng ta sẽ có R bằng căn bậc 3 của căn bậc 2 chia 32 như thế này. Rồi bây giờ lấy máy tính bấm cái này coi nó có giống kết quả con B không? Đang nghi ngờ con B. Đang bắt em phải thực hiện những cái phép chuyển vế đó, quá lớn. Bên có em nghe rõ Quỳnh Anh? Rồi thôi thầy mới thử máy tính là 0.378 nha, 0.378 thử câu B xem.
hai cái này là cùng đáp án. 0,378. Còn nếu mà bạn nào mà gọi là bí quá rồi đó, không có suy luận được những cái phép tính, thật sự phép tính này nó khá là dễ. Còn nếu mà tụi em bí quá rồi, em không làm được theo cái kiểu mà chuyển vế như thầy làm á, thì khi đó em phải phụ thuộc vào máy tính. Phụ vào máy tính nghĩa là chúng ta cứ nhập máy như thế này, giống như xếp xô vậy, bên trái là nhập 1/3, rồi chữ A xem như số 1, chữ A xem như số 1. Nhưng mà cái làm cái này thì giống như là khi nào mà mình bất lực quá về mặt chuyển vế tính toán là chúng ta mới dùng cách này nhé. Bây giờ đang học tập, đang luyện thì cố gắng chuyển vế thôi. Đó. Nếu mà mình cảm thấy mà thua luôn rồi đó, không chuyển vế được nữa thì chúng ta sẽ dùng xếp xô. Đó, nó cũng ra 0,378, 0,378 xong sau đó ngồi thử từng phương án. Nói thêm vậy thôi. Sang câu số 6. Từ một cái khối đất sét hình trụ có chiều cao 36, đường tròn đáy có đường kính 24. Tự đọc đề câu 2, ví dụ 6 nha. Còn quá đọc được. Tự đọc chút. Tự làm xem được không? Đọc suy nghĩ tí là làm được hết rồi. Đầu tiên cứ tính thể tích của cái bên trụ đi, vê trụ. Bên trụ thì chiều cao là 36. Bán kính của trụ, bán kính là 12. Người ta cho đường kính là 24 thì dẫn đến bán kính là 12, thì chúng ta sẽ tính ra được vê này là vê của trụ. Pi r bình phương h. Còn bên của khối cầu, bên khối cầu thì bán kính của khối cầu là bằng 6, thì tính ra được V của khối cầu. Vậy muốn tính được số các khối cầu á, do thể tích nè, nghĩa là sẽ lấy thể tích của cái khối trụ này
chia cho thể tích của khối cầu, chúng ta sẽ được số lượng của bao nhiêu khối cầu hơn. Tại vì em cứ hình dung cái khối trụ này, thể tích nó bắt đầu lấy này chia ra nhiều cái khối cầu, thì số lượng 5184 chia cho 288 coi nó sắp xỉ bao nhiêu. Chính xác là 18 luôn. Vậy từ cái khối trụ sẽ làm được 18 cái khối cầu. Được ví dụ 6 không? Những bài như này nó rất là nhẹ nè, những bài như này nó ở mức độ là thực tế, thực tế rất là nhẹ nhàng. Qua nha. Ví dụ 7. Rồi, bây giờ ra vị trí của mặt phẳng với mặt cầu, ví dụ 7 khỏi đi, nó là lý thuyết thôi. Ví dụ 8. Làm ví dụ 8. Ví dụ 8 thì bảo là gì? Có một cái mặt cầu bán kính là 5, có cái tâm là ly, cách mặt phẳng một đường là 3. Vẽ hình xíu cho em nhớ cái hình nha. Cứ vẽ trước cho mình thuộc cái tính chất này cái đã. Có một cái mặt cầu này có tâm là đây. Có một cái mặt phẳng, có một cái mặt phẳng, mặt phẳng B này cách khoảng cách là 3 thôi, giống như trái dưa hấu vậy. Trái dưa hấu này chúng ta lấy một cái con dao, chúng ta cắt cắt qua thì nó sẽ tạo thành một cái hình tròn. Cắt cái con dao này qua nó sẽ tạo thành một cái hình tròn. Và khoảng cách từ cái tâm cho đến cái mặt phẳng này, khoảng cách này bằng 3, đặt là h đi. Bán kính của mặt cầu là cái này nè, đây là bán kính của mặt cầu đây. Đề bài hỏi gì? Giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng bao nhiêu, thì đây là bán kính của cái đường tròn R. Cái đường tròn màu xanh này có bán kính R nhỏ, em tính bán kính R rồi có mức chu vi hồi nãy thầy có nhắc rồi đó. Chu vi công thức là 2πR. Rồi thử làm. 3 phút để làm nha.
Có đáp án thì gửi lên nhé. Trong những bài mình nhẹ. B8D. Pitago cái là xong hơn. Xác là 8D nhé. Pitago nó quá nhanh luôn. Thật sự là nếu mà em để ý á, thì mấy cái quen thuộc như này là một cái tam giác vuông có một cạnh 3, cạnh huyền là 5, thì cạnh còn lại sẽ là 4 thôi. Pitago nó cũng rất là lẹ. 5 bình trừ 3 bình lấy căn là ra 4, ráp lên là sẽ có 8 bi. Dễ bị sai chỗ này lắm đó nha. Chừng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ví dụ số 9. Cho một cái mặt cầu tâm là ô, mặt phẳng cắt mặt cầu theo một đường tròn giao tuyến có chu vi lớn nhất là 6 bi. Bây giờ hỏi em, bây giờ cái mặt phẳng nó cắt mặt cầu theo một cái giao tuyến, cái chu vi lớn nhất là ở vị trí nào? Vị trí nào thì chúng ta giống như xẻ dưa hấu vậy á, mình sẽ xẻ ở vị trí nào mà sẽ được cái đường tròn có chu vi lớn nhất? Sẽ ngay vị trí nào thì nó sẽ được cái đường tròn có chu vi lớn nhất? Cái mạnh dạn nói thử nè, Trang nói thử đi Trang. Hình như là câu hỏi này nói không? Giống như đây là trái dưa hấu nè, chúng ta lấy con dao chúng ta cắt, hỏi cắt ở cái vị trí nào mà để cho cái đường tròn giao tuyến á nó to nhất? Thấy rõ không Trang ơi? Để nhớ thấy các bạn Trang vào là em là thầy ơi. Theo em thì nó sẽ cắt ở đâu để nó được cái đường tròn có cái chu vi lớn nhất? Dạ tâm thầy ơi. Chính xác, cắt ngay chính giữa đi Có qua tâm. tâm, đúng rồi chính xác. Vậy là cắt ngay chính giữa đi qua cái tâm luôn. Thầy dùng cái hình trên này luôn nha, thầy dùng hình này luôn. Cắt khúc giữa này nè, giống như hơi bị lệch lệch xíu nha. Vậy khi đó bán kính của cái đường tròn này nó cũng chính là bán kính của cái mặt cầu luôn. Khi đó bán kính của cái đường tròn này nè, đường tròn lớn nhất này, nó cũng chính là bán kính của cái mặt cầu. Vậy từ đây chúng ta sẽ tính được bán kính mặt cầu thôi. Chu vi lớn nhất. Là bằng 2 pi r lớn luôn. Vì khi đó r nó chính là r của mặt cầu. Vậy chúng ta sẽ được r bằng 3 luôn. 6 chia 2 là 3. V coi như xong bài đó. Bài này chỉ có một cái là gì, chúng ta để ý đường tròn lớn nhất là như thế nào thôi, để ý được cái đó là xong. 50 giờ.
sao nghe, ví dụ chính chính nó chỉ có vậy thôi. Mỗi bài này như thế này nó chỉ có một cái ý để chúng ta quan sát, chúng ta học hỏi thôi. Xong ví dụ chín xuống ví dụ 10 nha. Ví dụ 10 cắt một cái mặt cầu bằng một cái mặt phẳng cách tâm là 4 cm. Mặt phẳng này sẽ cách cái tâm 4 cm. Thu được một cái thiết diện là một cái hình tròn có diện tích. Đây là diện tích của hình tròn nha, đọc kỹ để dùng cho đúng công thức. Và yêu cầu phải tích thôi cậu. Cái hình này chúng ta sẽ vẽ nhiều lần để cho chúng ta nhớ. Cái tâm thì nói chung là em muốn ký hiệu tâm diễn được, tâm O, tâm Y, tâm A, tâm diễn được chứ. Để thử canh cái này mình không chuẩn rồi. Tạm tạm đó. Đấy. Cái mặt phẳng này nó cách cái tâm là 4 cm. Thu được thiết diện là một cái hình tròn, cái hình tròn này vừa mới vẽ đây nè. Cái hình tròn này sẽ có cái diện tích. Hình tròn này nè. Có diện tích hình tròn thì chúng ta sẽ tính được bán kính của R nhỏ. Tính được bán kính R nhỏ rồi có cái khoảng cách D thì chúng ta sẽ tính được cái bán kính R lớn của mặt cầu. Khoảng cách này là 4 nè. Khoảng cách này là 4. Bán kính R nhỏ này sẽ ngay lập tức tính được. Lý do là có diện tích của hình tròn là sẽ tính được bán kính R nhỏ này. Có bán kính R nhỏ, có cái 4 này rồi Pythagore là sẽ tính được bán kính R lớn. Bán kính R lớn này. Rồi có bán kính R lớn thì tính được thể tích. Xong bài đó. Ở đây thì ghi rõ là diện tích tròn nha, diện tích tròn xong em sẽ suy ra được bán kính R nhỏ. Có bán kính R nhỏ em sẽ suy ra được bán kính R lớn. Có bán kính R lớn tính được thể tích của khối cầu. Rồi đó, tự làm xong rồi chuyển đáp án lên cho thầy thôi. Mười D các bạn khác như thế nào coi thử. D
Diện tích tròn thì chúng ta nhớ công thức diện tích tròn là 4 pi. Xin lỗi, không có 4. Diện tích tròn là pi r bình. Pi r bình bằng 9 thì lấy căn được r bằng 3. Có r bằng 3 thì r lớn là Pythagore là 43 thì có là 5. Xong thể tích 125 mà nhân cho 4 là 500 đúng không? À, xong câu thật sự chỗ này chúng ta chỉ việc linh hoạt giữa các công thức hồi nãy thì ghi ấy. Linh hoạt giữa các công thức là bên hồi nãy có ghi lần nè, đường tròn, bên đường tròn thì có chu vi, có diện tích, bên mặt cầu thì có diện tích với lại thể tích đó. Chỉ cần linh hoạt các công thức đó thôi, thêm cái Pythagore nữa, còn lại nó khá là bình thường. Ví dụ số 11. Ví dụ số 11 là cái mặt cầu này có bán kính 17 dm. Mặt phẳng cắt mặt cầu sao cho giao tuyến đi qua 3 điểm ABC. Yêu cầu tính phẳng cắt. Nói chung là đây. Thì tạm thời dùng cái hình này luôn nha. Để đỡ mất công vẽ lại. Em ghi đề bài. Ghi xong mình sẽ mô tả. Rồi, sao cái đường tròn kia làm được. Mặt cầu này bây giờ chúng ta biết bán kính R lớn nha, biết bán kính R lớn. Bán kính R lớn này sẽ bằng 17. Yêu cầu tính khoảng cách là tính cái D. Có là tính cái D thì trên xuống. Thì bắt buộc phải có R nhỏ thôi. Phải có R nhỏ thì mới tính được R lớn. Xin lỗi, mới tính được cái D. Vậy là thật sự mình đọc đề bài lên đó, chúng ta biết được là những cái này nè, những cái này nó sẽ giúp mình tìm cái R nhỏ đó. Biết R lớn 17 nha, cắt mặt cầu sao cho giao tuyến đi qua 3 điểm ABC. Có là cái đường tròn màu đen ở đây nè, nó sẽ đi qua 3 điểm ABC. Vẽ đại thôi nha. A, B, C.
Vẽ màu khác đi. AB, BC với AC. Thầy có công cụ thì vẽ nó mới nhanh, chứ còn em không có công cụ em vẽ cũng hơi khó đi vậy. Bây giờ chúng ta phải phải tìm hiểu coi R nhỏ này đóng vai trò là cái gì trong tam giác ABC. R lớn là có rồi đó. Bây giờ R nhỏ này đóng vai trò là cái gì của tam giác ABC, các bạn nào nó biết không? Một cái đường tròn mà đi qua ba đỉnh người ta gọi là đường tròn gì? Nội tiếp hay ngoại tiếp thôi. Bài có nói sơ qua lần. Đường tròn này gọi là đường tròn ngoại tiếp. Thì cái R này nè, cái R nhỏ này nó đóng vai trò là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. R nhỏ này đóng vai trò là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Bây giờ một cái tam giác mà biết ba cạnh là chắc chắn sẽ tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp. Thì cái này nó lại quay về lớp 10. Lớp 10 nó sẽ có một mớ cái công thức. Thì chúng ta lại phải nhớ. Tại vì nếu nếu mà lớp 10 em nhớ tốt mấy cái này, một cái tam giác biết ba cạnh là sẽ tính được diện tích theo thầy rồng. Bởi vì hơn thua nhau là chỗ này thôi. Đọc lên, nhớ công thức thì sẽ biết cách làm. Bằng ABC chia cho 4R. R này là R ngoại tiếp đó nha. Trong đó ABC là độ dài ba cạnh. Đây là những cái công thức của lớp 10 nè. Biết ba cạnh là sẽ tính được hết. Tính được diện tích. Tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp. Bán kính đường tròn nội tiếp. Đây là một cách. Cách này là cách tổng quát nhất. Tổng quát nhất là dùng cho mọi trường hợp. Miễn có ba cạnh là tính được. Không cần quan tâm ba cạnh đó có đặc biệt hay không. Cứ biết ba cạnh là sẽ dùng công thức này. Đầu tiên dùng thầy rồng để tính diện tích, xong cái ABC chia 4R này nhân chéo qua lại thôi sẽ tính được R nhỏ. Mà bài này nó cho khá là đặc biệt, đây là mức tổng quát nhất nha, thầy bảo là tổng quát nhất, mạnh mẽ nhất. Dùng cho tam giác bất kỳ miễn biết ba cạnh. Còn đây là nói thêm nếu mà bạn nào để ý được những cái cạnh này nó sẽ có một cái tỷ lệ này, nói thêm nhé, ai theo được thì tốt. Thật sự người ta không có cho vô tình đâu, người ta cố ý á. 18, 24 với 30. Em sẽ thấy nó có những cái tỷ lệ như thế này nè. 18 mà chia cho 6 thì nó sẽ được là 3. 24 mà chia cho 6 thì sẽ được là 4, 30 chia cho 6 thì sẽ được tỷ lệ với 5. Vậy ba cái cạnh này nó sẽ tỷ lệ tương ứng 3, 4, 5, mà 3, 4, 5 là 100% là tam giác vuông. Những cái bài này á, thầy chỉ dạy cho lớp tự nhiên thôi, chứ gặp lớp xã hội là không bao giờ dạy cả. Vì tốn thời gian cũng không cần thiết. Mà lớp tự nhiên thì sẽ dạy. Nó cùng một cái giáo án như vậy thôi, nhưng mà bên tự nhiên dạy khác, bên xã hội dạy khác. Nè, chúng ta sẽ quan sát thấy được, sẽ chắc chắn một cái tam giác vuông. Một cạnh 3, cạnh 4. 3 này tương ứng là 18. 4 này là 24. Và cái này là 30. Em không tin em xài Pythagore em sẽ thấy. Em thấy Pythagore này em lấy 18 bình.
cộng 24 bình trừ cho 30 bình nó sẽ ra số 0. Nghĩa là 18 bình cộng 24 bình bằng 30 bình. Vậy là đây là tam giác vuông. Tam giác vuông thì cái đường tròn mà ngoại tiếp đó, nó sẽ có cái tâm nằm ngay trung điểm cạnh huyền. Vậy là ngay lập tức chúng ta sẽ biết được bán kính này bằng 15. Nhưng mà cái trường hợp này nó không phải là lúc nào cũng làm được. Bài này đặc biệt. Bài này đặc biệt vì mình chúng ta thấy được nó là tam giác vuông. Còn nếu mà người ta cho cạnh bất kỳ thì chúng ta sẽ phải sử dụng công thức trên này. Đây là công thức tổng quát. Công cụ rất là mạnh mẽ. Xử lý được cho rất nhiều trường hợp. Nên là nó phải dính tới nhiều công thức. Còn cái bên dưới này thầy nói này là để chi? Để cho em dùng đối với trường hợp đặc biệt là do tam giác vuông. Thì nó sẽ có thể làm đặc biệt hơn, nó nhanh hơn. Còn nếu mà em làm theo cái trên, em tính 100% cũng ra được 15. Vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 15. Và ngay lập tức cái D này Pythagore. Mười bảy bình mấy số này không nhận nổi 169 mà 269 mà trừ cho em có thể bấm máy tính nha. Vậy thì ngoài thử xong từ hiểu vì sao thầy tính được cái r nhỏ là 15 chưa, nắm được chỗ vừa nói không Quỳnh Anh? Dạ được thầy. Do tam giác này nó rất đặc biệt nha, nên tính nhanh được. Thôi những câu này là những câu nó không có phải là phổ biến. Đây là những câu mà nó khá là hiếm. Chứ nó không phải phổ biến. Phổ biến là những cái câu giống hồi nãy á, những cái câu mà biết R lớn, D là suy ra R nhỏ, hoặc là biết chu vi, biết diện tích. Đó là những cái cách hỏi nó phổ biến hơn. Ví dụ 100 bài dạng như vậy thì em sẽ gặp khoảng 90 bài hoặc 95 bài nó cái kiểu như trên. Còn chỉ lâu lâu mới gặp 1-2 bài như là ví dụ 11 thì thôi. Này là làm thêm để biết thêm tính chất. Cái này để sang cái bài mà mặt cầu ngoại tiếp làm nó dễ. Không bổ về ngang thì cũng sẽ bổ về dọc. Giờ chúng ta còn khoảng 15 phút mà để làm cái mặt cầu ngoại tiếp thì nó không đủ. Mặt cầu ngoại tiếp thì nó khá là nhiều. Thì thầy chỉ làm cái mặt cầu ngoại tiếp những cái hình dễ trước nha. Mặt cầu ngoại tiếp những cái hình dễ đó là mặt cầu ngoại tiếp của lập phương với mặt cầu ngoại tiếp của hình hợp chữ nhật. Hai cái loại mặt cầu này trước. Còn mặt cầu ngoại tiếp hình chớp thì chưa. Đó, cho em ghi cái này một xíu. Bây giờ sẽ mô tả cho em xem cái mặt cầu ngoại tiếp một cái lập phương. Giờ sẽ vẽ một cái khối lập phương nha. Lập phương.
Đây một cái khối lập phương. Cần phóng to một xíu cho dễ nhìn. Để cho nó độ sáng của nó ít lại một chút. Đây lập phương ha. Vậy nó mờ quá, ánh sáng ít quá. Đây có một cái lập phương. Bây giờ sẽ có một cái mặt cầu. Mặt cầu mà nó đi qua hết 8 đỉnh của lập phương này luôn. Mặt cầu này đi qua 8 đỉnh của lập phương. Thì cái mặt cầu đó như sao? Mặt cầu đó cái tâm nó sẽ nằm ở đây này. Nó nằm ở trung điểm của đường chéo lập phương. Đường chéo lập phương là cái đường này nè. Nó thì tâm này xuống đây. Một cái lập phương nó sẽ có 4 cái đường chéo. Đây, sẽ di chuyển xíu cho em nhìn đường chéo nha. Thấy đường chéo không? Nhìn được cái hình này không? Đó. Các đường chéo lập phương này nó sẽ cắt nhau tại trung điểm. Thì cái chỗ này được gọi là tâm của mặt cầu ngoại tiếp lập phương. Thì vẽ hình ra xí cho em thấy cái mặt cầu này luôn. Mặt cầu này đây. Nè, chúng ta sẽ quan sát cái mặt cầu nhé. Mặt cầu này càng ngày nó càng to ra. Nó sẽ đi qua các đỉnh. Chỉnh màu lại. Nó sẽ có một cái mặt cầu. Cái mặt cầu mà nó đi qua các đỉnh của lập phương. Nhìn như vậy thôi, các đỉnh nó nằm trên mặt cầu. Giống như con cái hộp rồi một cái trái banh nó bao ở ngoài. Nhìn dùng nha. Vậy đây được gọi là mặt cầu ngoại tiếp lập phương. Cái tâm nằm ở trung điểm đường chéo. Vậy bán kính nó sẽ bằng cái gì? Có nào hình dung được cái bán kính nó bằng cái gì không? Mà nó nói cho thầy công thức bán kính đi. Nhìn hình này tự suy ra nè. Bán kính mặt cầu. Mà bắt đầu xử lý nhiều quá nè. R này sẽ bằng cái gì nè? Nửa đường chéo luôn. Đúng rồi, nửa đường chéo. Nửa đường chéo lập phương. Mà có mức đường chéo lập phương là cạnh căn 3 nha. Nhớ đường chéo lập phương chứ không phải đường chéo hình vuông. Đường chéo hình vuông là cạnh căn 2, còn đường chéo lập phương là cạnh căn 3. Đây được gọi là mặt cầu ngoại tiếp lập phương. Đầu nó hơi xử lý nhiều. Đó là ngoại tiếp nha. Bây giờ thầy sẽ vẽ cho em xem một cái nội tiếp. Nội tiếp. Nội tiếp là giống như cái mặt cầu nó nằm ở bên trong vậy. Cầu nội tiếp. Có mặt mặt cầu. Đổi màu cho em dễ nhìn. Nhìn nhau được không? Nè. Bỏ bớt mấy cái nét này.
Đó, em sẽ thấy là sẽ có một cái mặt cầu nó nằm trọn ở bên trong, giống như có một cái hộp là nhét cái trái banh vào trong đó vậy đó. Mặt cầu này ta gọi là mặt cầu nội tiếp. Vậy theo em bán kính của mặt cầu nội tiếp nó sẽ bằng cái gì? Nhìn thẳng nè. Tiết Nhi nói thử đi, Tiết Nhi, bán kính mặt cầu nội tiếp. Bằng một nửa cạnh này. Đúng rồi, chính xác nửa của cạnh. Tại vì chúng ta cứ hình dung là con cái hộp là chúng ta bỏ cái trái banh nó vừa khít vào trong luôn, thì cái đường kính này nó bằng với cạnh, thì bán kính nó bằng nửa cạnh. Đó. Đây được gọi là mặt cầu nội tiếp hình lập phương. Còn hình hộp chữ nhật, hình hộp chữ nhật nó khác. Hình hộp chữ nhật thì nó sẽ không có nội tiếp, vì bản thân cái hình chữ nhật là sẽ không có đường tròn nội tiếp, thì hình hộp chữ nhật cũng vậy, nội tiếp nó không có nhưng mà ngoại tiếp thì có. Thì công thức vẫn là 1 phần 2 bán kính bằng 1 phần 2 đường chéo, nhưng mà đường chéo phải dùng Pythagore để tính chứ không được dùng cạnh căn 3 như lập phương. Thì vừa mới giới thiệu cho em được hai cái loại mặt cầu nội tiếp với ngoại tiếp, hình lập phương với hình hộp thôi. Rồi chúng ta sẽ có nhiều lắm, chúng ta sẽ có mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ, rồi mặt cầu ngoại tiếp hình chớp, và cái hình chớp là cái rắc rối nhất. Mình sẽ làm sơ sơ để xóa bớt một vài ứng dụng để cho nó nhẹ máy. Cái quạt bắt đầu quay dữ rồi. Cho bật cái Chrome. Chrome lúc nào cũng là cái mà nó 9 gram nhiều nhất. Rồi chúng ta đường chéo này đường chéo lập phương nha, nên sẽ là 1 phần 2 cạnh nhân căn 3 ra 3 phần 2. Rồi công thức thể tích 4 phần 3. Rồi bấm máy tính ra nhiêu á. Rồi, 9 phần 2. 9 phần 2. Nhớ có bi nha. Có một số năm người ta bị người ta cài như thế này nè. Có đáp án là 9 phần 2 bi, cũng có đáp án là 9 phần 2 luôn. Mà học sinh bấm máy tính thường á, là không có để ý cái bi. Thấy 9 phần 2 là chọn thôi. Nên chúng ta phải để ý những cái câu như thế này á. Có năm người ta 7 á. Một cái đáp án là 9 phần 2 bi, một cái đáp án là 9 phần 2 thôi. Và học sinh bị rớt vào cái bẫy đó, thiếu mất cái bi.
Câu số 15 là mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật. Hiện ta vẽ hình xíu để chúng ta tính cái đường chéo hình hộp chữ nhật. Tại vì bán kính của nó sẽ bằng nửa đường chéo. Nên vẽ ra để tính cái đường chéo. Chỉ cho em cái nào là cái đường chéo luôn. Có các kích thước AB là 4, AD là 5. AB là 4, AD là 5. AA phẩy là 3. Bây giờ đường chéo của hình là hộp chữ nhật là cái cạnh này nè. Vẽ cái mặt khác cho em thấy. Đường chéo đó là chính là cái cạnh A phẩy C. A phẩy C được gọi là đường chéo của hình hộp chữ nhật, hoặc là AC phẩy, hoặc là AC phẩy, hoặc là BD phẩy, hoặc là B phẩy D. Nhưng mà nhìn cái này là dễ nhìn nhất, A phẩy C là dễ nhìn nhất. Pythagore thôi. Pythagore để tính cái A phẩy C. Thì chúng ta có nè, chúng ta có AB với AD là sẽ tính được đường chéo BD. Mà BD thì nó cũng bằng với AC thôi. AC BD là cùng là đường chéo hình chữ nhật. Pythagore sẽ tính được. Chúng ta sẽ tính nhanh nè. AC cũng bằng BD do đường chéo. Là nó sẽ lấy Pythagore theo tam giác ABD á. Tam giác ABD là 4A bình với 5A bình, 16 với lại 25 là 41. Đầu tiên là Pythagore và tam giác này nha. Rồi sau đó có AC, có AA phẩy thì Pythagore vào tam giác trên này. Đường chéo này sẽ là căn của AA phẩy bình phương cộng AC bình phương. Thì chúng ta sẽ có A phẩy bình là 9. 9 cộng 41 là 50. 50 lấy căn là 50 là 25 với 2 là 5 căn 2. Thì khi đó bán kính là nửa đường chéo. AC phẩy là đường chéo thì sẽ ra bán kính R là nửa đường chéo. 5 căn 2 chia 2.